Đợi thử xíu nha. Nhắc chị quay nha. Phải gọi bằng cô mới đúng. Nhỏ quá. Mà thôi gọi chị cho trẻ. Ủa bé nó ở gần bên nhà chị hả chị hả? Không, nó ở bên Hóc Môn. Đừng nói là con chị Nhiên nha. Không, con của cô chị. À dạ. Chị gái. Con của cô. Dạ. Mà về Hóc Môn nè, cái xong khi mà nói phải làm sao cũng gặp mẹ đi. Dẫn bé đi làm nhé. Chở nó đi nè. Hôm nay trời mưa không đi, hôm sau á chở nó đi. Em được cho chị cái cạc đó, bá tự thì đừng có. Dạ. Con của cô chị hả? Nay trời mưa á, ở bên đó đang mưa quá trời ơi. Thì dạ đúng rồi. Nắp bóng đi, mới nhà chở đi dùm. Mai là đi làm đấy. Lát đặt rác ra về. Không, chở nó về luôn chứ. Không vàng nó ngọc của người ta.
Ở bên đây nè em. Em đi ra là còn tới rồi đó. Thương đâu vậy? Con à hả? Xong xong này kia xong xuôi chưa? Này á chị. Ừ. Hôm nay Thương kiểm tra cho chị đi nha. Còn mấy cái mụn nhỏ nhỏ gấp hay ra hết cho sạch đổ vô lòng. Cái này nó bị tắc lỗ cho lòng vậy nè. Cái xanh xanh lá cây. Ừ, cái sầu tai tôi thử. À quên. Không nhắc lại quên. Xin lỗi nha. Cường như phải. Cái này là nó biết nó là nó bị sao chị này biết không? Nó gọi là viêm tím mồ hôi mụn mủ.
Cường hả? Cường Cường đúng không? Thưa ơi, kiểm tra lại cái bên đây em chị nha. Có mấy mụn cám thôi kìa, lấy sạch lại chị đây nha. Okay.